Chào mừng các bạn đã đến với channel Thầy Jimmy ở Mỹ. Hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với series audiobook sách Cám dỗ, Bội phản và Lòng nhân, tác giả Thầy Jimmy Thái. Và trước khi chúng ta đến với nội dung của video, xin được cảm ơn Viking Việt Nam, giám đốc Lê Nguyễn Trang Nhã, nhà đồng hành của series audiobook. Và bây giờ, chúng ta đến với bài học của hôm nay nhé. Bài học 6. Những đám mây có tan biến đi trong cơn mưa. Story. Câu chuyện. Tại sao chúng ta lại muốn cho học sinh thấy tên của Mạnh Thường Quân trên tường trường mỗi ngày chúng đến lớp cơ chứ? Một đối tác địa phương của quỹ tại một trường học ở Nghệ An đã đặt ra câu hỏi ấy trước yêu cầu gắn tên nhà tài trợ trên bảng vinh danh của chúng tôi. Bởi vì, đó là cách chúng ta thể hiện sự biết ơn đối với các nhà tài trợ. Và B, em đã đồng ý với điều đó trên tờ đề nghị đã được ký tên gửi cho chúng tôi. Chúng tôi đã phản hồi cùng với bản sao của hợp đồng ký vào ngày vào tháng 1 năm 2022 có chữ ký của đối tác ấy. Chúng tôi sẽ không khiến học sinh của mình cảm thấy thấp kém khi luôn được nhắc nhớ về sự đóng góp của các anh trong việc xây dựng nên ngôi trường của chúng. Vị đối tác đáp trả bằng một lời từ chối nghiêm khắc mà chúng tôi có thể hình dung được thoát ra làn khói trắng bốc ra từ tai, mũi hay bất kỳ bộ phận nào trên khuôn mặt anh ta. Thế thì em đã phản bội lòng tin của chúng tôi dành cho em, đội của em và tất cả những người trẻ quản lý các tổ chức từ thiện không chính thức ở Việt Nam, những người đã đưa ra những lời hứa suông để nhận được sự đóng góp của chúng tôi, sau đó lại lật mặt sau khi quá trình xây dựng hoàn tất. Tôi nhẹ nhàng đáp, mây trên trời sẽ không bao giờ tan biến đi, nhưng em vừa tô đen bầu trời xanh và phá hỏng mối quan hệ đối tác chớm nở này. Đó là kết cục của nhiều lần hợp tác chỉ một lần rồi thôi trong quá trình hiện thực hóa hoạt động từ thiện của chúng tôi tại Việt Nam. Không phải vì sự thất vọng khi bị phản bội, nhưng tại sao chúng ta phải đặt sự tin tưởng của mình vào những người không cùng chung hệ giá trị và niềm tin với mình? Một tấm bảng vinh danh đơn giản trên bức tường trường học hay bên cạnh cây cầu mới xây có chứa logo của quỹ chúng tôi và tên của những nhà tài trợ không bao giờ khiến chúng tôi mang cảm giác cao thượng và coi thường bất kỳ em học sinh nào hay những người dân nào đón nhận những đóng góp của chúng tôi. Đối với chúng tôi, mình phải giữ một lời hứa mà đã đưa ra với các nhà tài trợ để đổi lấy món quà hào phóng mà họ đã dành tặng cho những người mà họ có thể không bao giờ biết, ở những nơi mà họ có thể không bao giờ ghé qua. Đây là điểm nhấn, để lại di sản của mọi dự án mà quỹ xây dựng trường học thực hiện. Chúng tôi muốn mang đến cho các nhà tài trợ cơ hội để lại di sản dài lâu, ngay cả khi họ không còn mặt mũi trên cuộc đời này nữa. Phần khó nhất đối với chúng tôi là phân biệt một vài quả táo hư xấu giữa một rừng quả chín mọng vừa hái. Liệu chúng ta có để một con sâu làm rầu nồi canh, như trong câu tục ngữ quen thuộc của người Việt, hay đào sâu hơn vào cốt lõi của niềm tin, vào căn nguyên của hành động, vào ý thức về sự tha thứ của chúng ta. Cuối cùng, học cách giữ cho đám mây của lòng từ bi vượt lên trên sự cam kết bản thân mình và người khác chính là lý do chúng tôi có thể tiếp tục trong 2.555 ngày và thực hiện hóa tầm nhìn 100 cho trẻ em mà chúng tôi mong muốn phụng sự. Tutorial. Hướng dẫn. Khi còn là sinh viên của trường UCSD Đại học California, tôi trải qua một giai đoạn lạc lối trước tương lai vô định sau khi tốt nghiệp và hiện tại khó khăn của cuộc sống đại học. Nếu đối với một thanh niên đơn độc là tôi chẳng khác nào một đường hầm tối thăm, không chút ánh sáng dẫn đường. Một ngày nọ, cha mẹ nói với tôi rằng chùa Vạn Hạnh ở địa phương chúng tôi đã thỉnh mời thiền sư Thích Nhất Hạnh và tổ chức một khóa tu Phật Pháp trong khuôn viên của trường. Thế là tôi tham gia mà không biết mình có thể nhận được gì từ khóa học đó. Và bài phát biểu, đám mây không bao giờ chết của ông đã bay qua đầu óc ngu tối, chứa đầy những phương trình bi phân, cơ học lượng tử và vô số kiến thức kỹ thuật thập cẩm của tôi mà nhiều thập kỷ sau tôi mới phát hiện ra chúng chẳng hữu ích gì lắm trong việc đóng góp vào hạnh phúc của một đời người hay công cuộc đi tìm hạnh phúc. Ai cần để tâm đến những đám mây trên trời khi tôi mãi chúi mũi vào mục tìm việc trên báo để tìm dòng tại đây nhận kỹ sư điện tử vừa ra trường. Nhiều năm trôi qua, sự nghiệp của tôi ngày càng to lớn. Tôi khẳng định được vị trí cao hơn trên nấc thang sự nghiệp với ba lô trách nhiệm nặng nề hơn trên vai.
đám mây thậm chí không còn tồn tại trong ý thức của tôi. Mãi cho đến khi trải qua nỗi đau mất mẹ và rồi mất cha 6 năm sau đó, tôi bắt đầu nhìn những đám mây một cách khác đi. Hình dạng, cấu tạo và thực thể vật chất của chúng tôi có thể chuyển đổi thành mây trắng, mây đen, thành mưa, tuyết, sương mù hay như làn hơi mỏng, nhưng chúng không bao giờ thực sự tan biến đi. Cũng như cha mẹ tôi vậy, họ mất đi bản thể vật chất trong thế giới vật chất, nhưng ADN của họ, văn hóa của họ, những câu chuyện của họ và những đóng góp của họ vẫn tiếp tục sống trong anh chị em chúng tôi và con cháu chúng tôi sau này. Bài học dành cho các bạn đọc giả là hãy làm chủ nhận thức và cảm xúc của mình để không bao giờ ra rời mục đích cũng như sứ mệnh của bạn khi mọi thứ diễn ra không như ý hay không như bạn dự đoán. Hãy nhớ rằng đám mây của lòng trắc ẩn trong bạn sẽ thay đổi tốt hơn hoặc xấu đi, nhưng nếu bạn có thể nhìn thấy bản chất thật sự bên trong của bất kỳ hình dạng hay giai đoạn chuyển đổi nào, bạn sẽ kiểm soát đám mây thay vì ngược lại. Action, hành động. Làm thế nào để bạn đối phó với những cộng sự không giữ lời? Làm thế nào để bạn nói với những nhà tài trợ hay mạnh thường quân về điều kiện bạn không thể thực hiện bởi một người khác phủ nhận lời họ đã hứa? Bạn xử lý sự phản bội bằng cách nào? Trả đũa, lựa chọn làm điều đúng đắn, không để tâm quá nhiều. Bạn từng phản bội ai đó, bạn cảm thấy thế nào về điều đó? Vậy bạn chọn phản bội người khác hay bị họ phản bội? Reflection, suy ngẫm. Khi nhớ lại những chuyện đã qua, khi sống lại những trải nghiệm cũ, chúng ta thường trở về với câu nói của Đức Phật: cuộc đời là vô thường. Không chỉ để chúng ta đoán trước sự thay đổi của con người, mà để chuẩn bị đối phó với những rắc rối nảy sinh, với những thay đổi không lường trước. Thay đổi chỉ khó đối phó khi chúng ta thiếu sự chuẩn bị. Một khi học được cách đoán trước và chuẩn bị xử lý thay đổi, thì chẳng có cơn mưa rào nào có thể phá hỏng buổi diễu hành ta đã lên kế hoạch, bởi ta biết đám mây vừa chạm ta cho một hình dạng khác mà thôi. Bạn có cảm nhận hay câu hỏi nào dành cho tác giả, hãy comment xuống dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký để tạo động lực cho Peace School Foundation trong những video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại bạn vào tuần sau với bản in sắc của bài học và vụ bất ngờ đang chờ đón bạn được bật mí.